Minh Toàn xin chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường của Hà Khẩu của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay cũng là một ngày rất là lạnh trời, nhiệt độ ở ngoài trời tại Hạ Long bây giờ là khoảng 10 độ C. Thời tiết cực kỳ rất là lạnh luôn. Hôm nay cũng Minh Toàn có cái việc đi lên phía Man Đồng Đăng. Minh Toàn muốn gửi lại một số cái hình ảnh đến cô chú cũng như là các anh chị. Chúng ta vừa đi qua cái nhà máy gạch Villa Sierra của Hạ Long. Cái tuyến đường này thì chúng ta đi là đi từ phía Dương Đáy, chúng ta đi từ phía Dương Đáy, chúng ta đi lên Hà Khẩu và đi lên Đồng Đăng. Đường này cũng dân chúng ta có thể đi ra được cái đường đi Uông Bí và cái đường lên Hà Nội, cũng như là cái đường huyết mạch nối chúng ta đi ra cái đường mà đi ra Cẩm Phả và Móng Cái. Về tuyến đường này ở Hà Khẩu thì có rất là nhiều xe ô tô, xe công và xe tải chạy rất là nhiều. Đây. Đây, nếu mà chúng ta đi Hoành Bồ Cẩm Phả là chúng ta rẽ phải, còn nếu mà chúng ta đi Đồng Đăng là chúng ta rẽ trái. Minh Toàn xin phép rẽ trái ở đây. Đây là chúng ta rẽ đường này là rẽ về phía Đồng Đăng này. Vườn hoa đẹp quá nhỉ. Dịp này cũng là dịp mà gần Tết, thành ra là nhiều người bắt đầu đi mua sắm, mua hoa, mua đào, mua mai để chuẩn bị Tết. Không biết là quý bà con với lại cô chú anh chị và các bạn không biết là đã chuẩn bị gì Tết chưa? Thì như Minh Toàn thì Minh Toàn thích đào, thích mai hơn là thích quất. Nhiều người thì buổi Tết là chơi cái cảnh như kiểu chơi hoa, là chơi đào, chơi mai hoặc là một cây quất. Nhưng mà như cá nhân Minh Toàn thì Minh Toàn lại thích đào với lại hoa mai hơn. Hôm nay Minh Toàn sẽ đi lên tìm một cái vườn hoa ở trên này. Tức là vườn hoa trên này thì nằm khu vực nào Minh Toàn cũng không phải là người ở đây, thành chắc Minh Toàn phải hỏi một chút. Khẩu này thì cuộc sống cũng thuộc là thành phố Hạ Long thôi, nhưng mà cuộc sống nơi đây cũng rất là giản dị.
rất là đẹp luôn. Đây để mình toàn rẽ xuống dưới này xem thử nhá, bởi vì là dưới này mình toàn thấy một cái chùa hay là cái gì đấy rất là cũng khá là đẹp, để mình toàn cùng mời các anh chị chúng ta xuống dưới này nhé. Cô làm ơn cho cháu hỏi cái chỗ nơi mà bắn đào đặt là đâu ấy cô nhỉ? Đến vườn xem không? Đi thẳng theo cái đường phía ngoài. Khu vực đấy là đồng đăng chưa cô nhỉ? Đây là đám con hạc hồng hay là vẫn cảm ơn cô nhá. Chưa nghỉ Tết à cô? Có những cái vườn đào vườn ấy với anh Toàn nghe nói rất là đẹp. Đường cao tốc rồi. Đây là đường cao tốc.
nên toàn sẽ đi đây là cái cầu vượt Bút Xê đưa chúng ta nối giữa Hạc Hầu và Đồng Đăng. Chắc đi qua cầu vượt này là bên kia là Đồng Đăng rồi. Đấy, cái đường cao tốc này là lúc này chúng ta đi biên giới này. Cái cảnh rất là nhiều luôn. Đây có cái vườn hoa cũng khá là to. Đến đây là chúng ta đi thẳng là ra một cái hồ. Hồ đấy là hồ gì? Nhưng mình toàn chỉ phép là mình toàn rẽ phải ở đây. Bởi vì cái đường đi ra hồ thì mình toàn cũng đi ra đấy rồi, còn cái đường này mình toàn chưa đi. Video này chúng ta sẽ dừng đây để mình toàn tìm một cái vườn hoa để xem những cái hoa Tết về Hạ Long. Ở Hạ Long mua hoa và giá cả như thế nào thì xin mời cô chú và các anh chị chúng ta hãy theo dõi các cái video tiếp theo của kênh mà chúng ta đang xem nhé. Tôi mong cô chú và anh chị đang nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để mà là người đầu tiên được cập nhật những cái video mới thông tin về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và anh chị. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.